Nguyễn Đình Giang xin kính chào các bạn. Giờ này thì chúng ta có mặt tại đây là một cái nhà hàng. Giờ hôm nay thì nhân sẽ cùng tham gia một cái buổi thiện nguyện cuối cùng của năm 2021. Hôm nay thì sẽ phát quà cho 32 hộ nghèo của xã Bình Long theo cái sự kêu gọi của chính quyền địa phương, đó là chung tay cùng chăm lo Tết cho người nghèo. Và giờ này nhân mời các bạn bước vào bên trong để cùng tham gia cái buổi thiện nguyện ý nghĩa này. Mời các bạn. Theo lời mời thì 9 giờ sẽ bắt đầu phát quà. Giờ này thì mới 8 giờ, mình cũng vô sớm để mà coi những cái bước chuẩn bị. Đây là một cái điểm nhóm tinh lành, cũng mới thành lập vài năm nay, cho nên là cái cũng tín hữu thì cũng ít, nên cơ sở vật chất thì cũng đơn giản thôi. Và đây là những cái phần quà đã chuẩn bị sẵn. Chiều hôm qua thì hai con gái của nhân cũng vô đây để gói quà phân ra từng phần. Bởi vì khi mà chúng ta mua ở tiệm tạp hóa thì họ chở vô là theo nguyên số lượng thôi, còn chia ra thì chúng ta phải tự phân ra. Đây là 32 phần. Thì hàng năm thì ủy ban xã họ cũng hay gọi kêu gọi để cùng chung tay với họ trong cái việc mà chăm lo Tết cho người nghèo. Thì hồi năm rồi thì nhân cũng phát vào ngày 27, ngày 7 Tết. Năm nay thì phát sớm hơn là ngày 25. Những cái phần quà thì cũng không có giá trị cao lắm. Tuy nhiên thì bởi cái tấm lòng và cũng hy vọng rằng mình cũng sẽ góp một cái chút ít cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn, họ cũng có thêm những cái niềm vui trong cái những cái ngày Tết này. Cái sức chứa của cái nhà thờ này thì khoảng chừng nếu mà ngồi ở phía trong á, ngồi cho đầy đủ hết thì cũng khoảng được 50 người. Tuy nhiên ở ngoài sân thì cũng khá là rộng, cho nên là có thể là sức chứa cũng được hơn 100 người. Giờ này thì nhân sẽ chuẩn bị những cái ghế ngồi để cho bà con khi mà họ tới thì họ có nơi để họ ngồi, để chờ tới giờ thì sẽ phát quà. Trong một năm thì đây là cái đợt thiện nguyện cuối cùng. Cái chương trình thiện nguyện thì cũng có bao gồm là phát thuốc khám bệnh miễn phí cho những người nghèo, rồi cái chương trình khuyến học, tặng những cái tập vở là cho những cái học sinh nghèo của địa phương, mỗi năm cũng 2 lần. Cô được mấy người con? Dạ, ba người con hả? Rồi giờ là cô ở sống với ai? Dạ. Rồi cô bị tai nạn từ lâu chưa? Dạ. Cũng tội ha. Rồi giờ cô còn đi bán được không? Dạ, đi thì cũng được, cũng yếu ha. Dạ, đi nhiều quá là nó sẽ xúc cái khớp giò. Dạ dạ. Rồi hiện bây giờ là cô còn uống thuốc uống gì nữa không? Hay là đó rồi. Đó rồi. Rồi em mổ ở dưới 112. Dạ dạ. Vì cái anh đó đi bán cái số ế quá. Dạ. Rồi bắt đầu chạy qua người
Rồi mấy con của cô giờ làm nghề gì? Nhà mình có đâu có đất rẫy không cô? Không, không có đất hả? Không có đất hả? Ở nhà nước hay nhà bình thường có chút xíu. Nhà bình thường, dạ. 2 ngàn đẹp dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Không cho hả? Dạ. Dạ. Thank you.
Nguyễn Thị Ngọc Dung. Cấn Thị Huệ. 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 Và đây là chị Hoàng Thị Hạnh. Đã rồi. Huệ. Đã đã. Nguyễn Thị Nhắn. Dạ mời. Dạ Huệ. Dạ mời. Rồi. Lê Chắc Bình. Dạ mời. Phạm Chắc Phước. Phan Chắc Phước. Phan Trọng Phước. Phan Trọng Phước là có ai? Rồi Nguyễn Thị Hồng Giang. Dạ không. Dạ cho cô. Dạ có gì không? Dạ rồi đây thầy. Dạ rồi đây thầy. Dạ rồi thầy. Dạ rồi thầy. Dạ rồi thầy. Dạ dạ. Còn Phan Trọng Phước. Dạ 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 dạ. Có thể là do một số bà con họ đặt ở trên quỹ ban cho nên là họ không xuống đây kịp, thì có thể bây giờ họ xuống sau thì mình báo cao, có thể là có người trưa chiều gì đó họ ghé thì thầy cứ nói chuyện. Dạ chào chú, tạm biệt. Rồi. Thì cũng đã hơn 10 giờ thì các hộ nghèo trong xã cũng đã đến nhận những phần quà của mình, thì nên cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng rằng những cái món quà tuy rằng nhỏ bé nhưng mà cũng góp phần tạo cái niềm vui cho những bà con của mình, và cũng hy vọng là trong những năm tới thì cũng có được cơ hội để tiếp tục